Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 117. Vô số ánh nhìn tham lam rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, xem ra tiếp theo đây cậu gặp phải rắc rối lớn rồi. Cách những người này nhìn cậu trông thế nào cũng giống như sói thấy cừu vậy. Diệp Bắc Minh cười lạnh lắc đầu, còn không biết ai là sói ai là cừu đâu. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười đáp, đúng vậy. Những kẻ từng săn đuổi cậu cuối cùng đều biến thành con mồi của cậu rồi. Tuy nhiên bên trong bổn tháp lại mở ra một tầng không gian khác rồi. Nếu cậu điều khiển được thứ đó, he he. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, kích động hỏi, tiểu tháp, mở ra cái gì cơ? Anh thậm chí còn muốn trực tiếp tiến vào không gian bên trong của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục để mò mẫm tìm hiểu một phen. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tỏ ra thần bí, không vội, đợi lát nữa cậu sẽ biết. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Anh cấp tốc đi tới trước mặt bốn người Thiên Cơ lão nhân, sư phụ, vết thương của mọi người hồi phục như thế nào rồi? Thiên Cơ lão nhân nở nụ cười hài lòng, ta đã không còn gì đáng ngại, Minh Nhi à, con đúng là khiến người ta phải bất ngờ mà. May sao ta thu con làm đồ đệ trước, nếu không từ nay về sau con có bái sư hay không ta cũng không dám nhận nữa. Đây đều là những lời thật lòng. Diệp Bắc Minh đi về phía La Như Hỏa, nói, là tiền bối, tôi cần một nơi để nghỉ ngơi. La Như Hỏa lập tức phản ứng lại, được. Diệp Bắc Minh một hơi luyện chế ra hai viên quy linh đan chắc chắn đã hao. Tổn lượng lớn thần hồn. Ông ta đưa thẳng anh tới ngôi nhà nơi người bảo vệ ở. Diệp Đại Sư, đây là nơi ở của tôi, cậu nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì cứ gọi tôi là được. Được, sau khi tiến vào phòng, Diệp Bắc Minh liền đóng cửa lại, khởi động trận pháp. Chỉ bằng một ý nghĩ, anh đã bước vào không gian bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Đi thẳng lên tầng thứ 26. Một cầu thang mới toanh xuất hiện, dẫn đến tầng 27. Diệp Bắc Minh có chút hưng phấn, kể từ khi mở ra tầng 26, tôi đã đột phá mấy cảnh giới lớn mà không gian bên trong tháp cũng không có dấu hiệu nào mở ra nữa. Tôi còn tưởng rằng bên trong chỉ có 26 tầng thôi. Không ngờ lại có tầng 27. Tầng 27 này rốt cuộc có gì đây? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mỉm cư, không phải là biết rồi sao? Nhóc con, cậu tự mình vào xem được. Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi rồi bước lên cầu thang đi tới cửa tầng 27. Cánh cổng ở tầng 27 khác với những tầng khác, đó là cánh cổng được chạm khắc từ một tảng đá đặc biệt. Một cánh là màu trắng, cánh còn lại là màu đen. Diệp Bắc Minh đẩy cửa lớn, một không gian hỗn loạn liền xuất hiện trước mắt anh, nổi bật ở giữa là một cái bục hình tròn khổng lồ. Một bên của bục là màu trắng, bên còn lại là màu đen. Giống như đôi cá âm dương trong Thái Cực Đồ, toàn thân vô cùng uy nghiêm. Kích thước chỉ bằng một võ đài bình thường. Nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như đồi núi cao vạn trượng. Tiểu tháp, đây là cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Đạo đài luân hồi, Diệp Bắc Minh bất giác lặp lại, đạo đài luân hồi. Bùm, nghe được bốn chữ này, bệ đá đen trắng đột nhiên rung chuyển dữ dội. Giống như đang đáp lại vậy, thanh âm uy nghiêm của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, đúng vậy. Thứ này được ngưng tụ từ phép tắc luân hồi, sau khi cậu tiến vào cảnh giới nhập đạo. Lựa chọn vẫn là đạo vô địch. Dựa theo cấp độ của người thu võ, một khi đột phá tới cảnh giới đạo tổ liền có thể sử dụng phép tắc lĩnh vực của riêng mình. Bên trong phép tắc lĩnh vực này, bất cứ ai cũng đứng ở thế bất bại. Đạo đài luân hồi là phép tắc lĩnh vực của cậu, nhưng tôi chưa từng học qua phép tắc luân hồi mà. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng mấy giây mới cười đáp, có lẽ đây là thứ cậu đã học được ở kiếp trước chăng? Tóm lại, cậu cứ bước lên đạo đài luân hồi liền biết, sẽ có bất ngờ lớn đó. Diệp Bắc Minh không nghĩ ngợi nhiều, một bước tiến lên đạo đài luân hồi, một giây tiếp theo, mỗi một chi tiết trên đạo đài luân hồi đều xuất hiện trong đầu Diệp Bắc Minh. Đứng ở đây khiến anh có cảm giác như nắm giữ hết thảy thế gian trong lòng bàn tay. Nhóc con còn có điều ngạc nhiên hơn thế nữa đó, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, bây giờ cậu hãy lấy vài viên đan dược ra đi. Năm ngón tay Diệp Bắc Minh khế vươn, ba viên đan dược màu vàng liền xuất hiện trong tay. Bóp nát chúng. Diệp Bắc Minh siết chặt ngón tay, ba viên đan dược lập tức hóa thành bột phấn. Bây giờ thì sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, tập trung tinh thần, cố gắng dung hợp hoàn toàn linh hồn của cậu với đạo đài luân hồi lại với nhau. Sau đó ra lệnh cho đạo đài luân hồi biến đống bột phấn này trở lại trạng thái ban đầu. Diệp Bắc Minh biến sắc, không lẽ đan dược thực sự có thể khôi phục nguyên trạng sao? Sao cậu không thử xem? Ngỗ lỡ thành công thì sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười đùa. Diệp Bắc Minh lập tức làm theo chỉ dẫn, tỉnh thần chuẩn xác giải phóng, thần hồn hợp nhất với đạo đài luân hồi. Một lúc sau, anh cảm giác được đạo đài luân hồi là chính mình,
chính mình là đạo đài luân hồi. Đan dược, khôi phục lại như ban đầu. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng. Không gian nơi tọa lạc đạo đài luân hồi hơi rung chuyển, mọi thứ dường như đều tĩnh lặng lại. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, thời gian quay ngược lại, ba viên đan dược màu vàng bị Diệp Bắc Minh bóp nát vừa rồi, vậy mà. Khôi phục rồi, nguyên vẹn không nứt vỡ hoàn toàn giống như trước khi nó biến thành bột phấn. Trời ạ, Diệp Bắc Minh kinh hãi tới mức không kìm được câu chửi thề, anh thở hổn hển, tim đập điên cuồng, chuyện quái gì thế này. Đan dược thế mà khôi phục nguyên trạng rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười giải thích, đây chính là phép tắc luân hồi. Đảo ngược thời gian và không gian, chỉ cần nằm trong phạm vi của đạo đài luân hồi đều có thể quay ngược thời gian chỉ bằng một ý nghĩa của cậu. Nếu cậu kích hoạt lĩnh vực phép tắc luân hồi khi chiến đấu với kẻ địch, thì cậu sẽ là bất khả chiến bại trên đạo đài luân hồi này. Hơn nữa, cho dù đối thủ có cảnh giới gì, bất luận hơn cậu mười mấy cảnh giới lớn, thì trên đạo đài luân hồi cậu vẫn là vô địch. Diệp Bắc Minh hít ngược một ngụm khí lạnh. Đạo đài luân hồi này cũng quá khủng bố rồi chăng? Sau khi rời khỏi quảng trường Linh Quy, Bảo Kiếm Phong dẫn theo nhóm người thuộc Luân Hồi Tông lên thuyền, đi. Trở về Luân Hồi Tông, Lục Thiêu có chút không cam tâm, bảo lão, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Thằng nhóc Diệp Bắc Minh kia còn đang ở trên đảo rùa đó. Và lại trên người hắn còn có phần thiên chi diễm cùng công thức của Quy Linh Đan. Ánh mắt lạnh băng của Bảo Kiếm Phong quét tới. Dọa Lục Thiêu tới mức phải cưỡng ép nén chặt những lời sắp nói xuống cuống họng. Con cảm thấy phần thiên chỉ diễm là thứ mà ta và con có thể nhòm ngó tới sao? Giọng nói lạnh lùng của Bảo Kiếm Phong vang lên, cho dù hôm nay con giành được phần thiên chỉ diễm thì cũng không giữ nổi nó. Con đường sống duy nhất chính là giao lại phần thiên chi diễm cho tông môn. Thế nhưng, Lục Thiêu khựng người, tuy nói vậy không sai nhưng vẫn là không cam lòng. Thực sự không cam tâm nổi. Đó thế nhưng là dị hỏa ồ. Không lẽ chúng ta cứ dễ dàng cho qua như vậy, Lục Thiêu cắn răng nghiến lợi nói. Bảo Kiếm Phong nhếch miệng cười, sao có thể dễ dàng bỏ qua đây? Phần, thiên chi diễm, công thức luyện chế quy linh đan. Hai thứ này, cho dù trong tay sở hữu cái nào cũng giống nhau, đều chỉ có con đường chết không phải nghỉ ngơi tin tức còn chưa truyền đi, chỉ cần chúng ta ra tay phát tán ra ngoài, con nói thử xem, sẽ có bao nhiêu người giáo giết tìm tới thằng nhãi này gây rối bảo lão, ý của người là, Lục Thiêu nham hiểu nheo mắt. Gương mặt già nua của Bảo Kiếm Phong lộ rõ vẻ hung tàn, lão phu trả không nổi 9 tỷ viên đá tinh thần còn lại. Nhưng thằng nhóc này cũng không đừng mơ còn mạng mà hưởng. Đáng tiếc là phần thiên chi diễm cùng quy linh đan không có được, vậy thì hủy diệt đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo mệnh lệnh của Bảo Kiếm Phong, tin tức về phần thiên chi diễm và công thức chế tạo quy linh đan đã lan truyền ra khắp biển hỗn độn. Dị họa xuất hiện, ở đảo rùa, đi công thức luyện quy linh đan. Ngoại trừ Linh Quy Thiên Tôn ra, vậy mà lại có người khác có thể luyện chế ra quy linh đan. Vật này có thể khiến cảnh giới đạo tổ phá tan xiềng xích và bước vào cảnh giới nhập đạo, chẳng phải có thể không ngừng tạo ra những cường giả cảnh giới đạo tôn ư. Tin tức vừa truyền ra, xung quanh biển hỗn độn trở nên sôi sục, vô số thế lực lớn mạnh chấn động, nhao nhao tập trung về đảo rùa. Quy linh đan tuy rằng rất lợi hại, nhưng vạn năm mới có một viên, và lại bắt buộc phải là người đứng đầu cuộc thi thiên đan mới có được. Vì vậy, hầu hết các thế lực đầu cảm thấy khá phiền phức và không đến tham gia. Hiện giờ lại có người có được công thức luyện quy linh đan, và lại còn luyện đan thành công, vậy thì mọi chuyện lại khác. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tầng 27, Đại Đạo Luân Hồi. Có hai bóng người giống hệt nhau đang chiến đấu. Phù phù phù, sảng khoái, thật là sảng khoái. Diệp Bắc Minh thở hổn hển, máu tơ ni trên người sớm đã ướt đẫm, loại sức mạnh này là vô tận, thân thể dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí sau khi bị thương, cũng hồi phục trong nháy mắt, thật là tốt. Tiểu tháp, đại đạo luân hồi thật sự là vật nghịch thiên. Nửa ngày ngắn ngủi, Diệp Bắc Minh đã chiến đấu với hàng trăm con rối, mỗi trận đều là trận chiến sinh tử. Cho dù có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần một ý nghĩ là có thể hồi phục. Ở trên đại đạo luân hồi này, mới thật sự là nơi vô địch. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, hạn chế duy nhất của đại đạo luân hồi chính là phạm vi quá nhỏ. Ngay cả khi cậu sử dụng lĩnh vực luân hồi trong chiến đấu, thì phạm vi cũng chỉ khoảng 100 mét mà thôi. Nếu kẻ địch không tiến vào lĩnh vực luân hồi của cậu mà chỉ chiến đấu trên đại đạo luân hồi của cậu thôi, thì cũng không có hiệu quả mấy. Diệp Bắc Minh khẽ nheo mắt lại, vậy thì kéo họ vào là được. Trong khi đó, bến phà đảo rùa, một chiếc thuyền rồng vàng khổng lồ chậm chậm cập bến, võ giả đảo rùa đều chấn động nhìn qua. Chỉ thấy, một lá cờ rồng vàng tung bay trong gió. Một luồng khí uy phong ập tới, là hỗn độn long tộc của Đông Hải,
Trời ơi, sao bọn họ lại tới đây? Thuyền rồng lớn như vậy, còn cao hơn cả cửa của đảo rùa nữa. Chiếc thuyền này dùng bao nhiêu thanh gỗ vạn niên dương đây? Thuyền rồng cập bến, dưới cái nhìn của vạn người, một thanh niên mặc long bào bước những bước dài xuống khỏi thuyền. Giống như một vị vua đi vi hành vậy. Phía sau hắn ta là mấy chục lão giả đầu rồng thân người của hỗn độn long tộc. Thái tử của hỗn độn long tộc Long Chiến Vũ. Sao hắn ta lại đến đây? Nghe nói người này đã thức tỉnh huyết mạch tổ long, là long chủ đời tiếp theo của long tộc. Chắc chắn là đến vì dị hỏa, phần thiên chỉ diễm đứng thứ ba trong bảng xếp hạng dị hỏa đó. Đối với những người long tộc sinh ra đã có khả năng điều khiển thủy hỏa, thì có được dị hỏa như hổ mọc thêm cánh. Cô gái bên cạnh Long Chiến Vũ là ai vậy? Đám đông bây giờ mới chú ý tới. Bên cạnh Long Chiến Vũ là một cô gái xinh đẹp, nước da trong suốt, đôi mắt đẹp đung đưa, cánh tay thon thả và đôi chân dài miên man. Cạnh hai bên trán có một đôi sừng rồng đáng yêu, khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm lu mờ vô số nữ võ giả có mặt. Viên ngọc quý của hỗn độn long tộc tiểu long nữ. Cái gì, đệ nhất mỹ nhân của Đông Hải tiểu long nữ sao? Quả thực xinh đẹp, đôi mắt của đám võ giả nóng rực, nuốt nước miếng. Nhanh nhìn kìa, đột nhiên, có người kêu lên. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy chiếc thuyền gỗ vạn niên dương thứ hai xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc thuyền có vẻ ngoài cực kỳ sang trọng, hàng trăm cung điện mang khí tức cổ xưa được bao bọc với cảm giác hào hoa. Nó giống như một cung điện trên 9 tầng mây vậy. Phía sau con thuyền khổng lồ là hàng ngàn chiếc thuyền nhỏ khác. Trên thuyền là vô số binh lính mặc chiến giáp đang đứng trật tự chỉnh tề. Là gia tộc Tử Kim Hoa của hỗn độn Bắc Hải, gia tộc này không thích chiến đấu đơn độc, một khi xuất hiện thì chính là trăm vạn đại quân. Trời ơi, sao lại thu hút một gia tộc như vậy tới đây chứ? Bọn họ chắc chắn đến đây vì Quy Linh Đan, nếu gia tộc Tử Kim Hoa sản xuất hàng loạt Quy Linh Đan và phát cho tất cả binh lính của họ sử dụng, hậu quả không thể tưởng tượng được. Một đội quân hàng trăm vạn người, đám võ giả run rẩy sợ hãi. Một thanh niên mặc áo choàng tím đội vương miện vàng đứng trên đầu thuyền của gia tộc Tử Kim Hoa. Trong mắt hắn ta là khí tức bế nghĩa thiên hạ, giống như thiên đế hạ phàm. Uông Hoàn Vũ đại công tử của gia tộc Tử Kim Hoan có người khẽ nói. Long huynh, đã lâu không gặp, cuộc chiến lần trước chúng ta còn chưa phân thẳng bại. Uông Hoàn Vũ mặc áo choàng tím lên tiếng cười nói, đợi sau khi tôi có được dị hỏa, chúng ta lại chiến một trận nữa nhé. Long Chiến Vũ lạnh lùng nói, tôi nhất định sẽ giết anh. Đại quân trăm vạn người phía sau Uông Hoàn Vũ dậm chân, một cỗ sát khí xông lên trời. Ha ha hai Uông Hoàn Vũ hống hách nói, tôi có một cây thần cung. Vừa hay thiếu dây cung. Hỗn độn long gân của Long huynh hình như không tồi, rất thích hợp. Hít, đôi mắt của hàng chục con rồng phía sau lưng Long Chiến Vũ tối sầm lại, áp lực như cơn sóng thần ập tới. Xuyệt, dọa cho hàng triệu võ giả phía dưới sợ hãi đến mức cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt. Xa xa có tiếng còi vang lên, chiếc thuyền gỗ khổng lồ thứ ba xuất hiện. Hỗn độn Nam Hải đế nữ các, thần nữ được mệnh danh là thần tiên, vậy mà cũng tới ư. Trước mặt dị hỏa, ai có thể chịu được chứ? Nhanh nhìn xem, chiếc thuyền thứ tư đến rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía tây, nhìn thấy một con thuyền gỗ. Điểm khác biệt duy nhất là, trên chiếc thuyền này vậy mà lại có vô số người mặc áo cà sa và hòa thượng, âm thanh Phật Pháp vang vọng trong không trung. Thuyền gỗ vạn niên dương đi tới đâu, trên mặt nước có hoa sen nở rộ tới đó. Một cỗ khí tức thần thánh hiền hòa ập tới. Hai chiếc thuyền nhanh chóng cập bến. Khóe miệng Uông Hoán Vũ nhếch lên, cười đều nói. Không phải đế nữ đoạn tuyệt với nhân gian sao? Các người khoác lác mình là băng thanh ngọc khiết, không cho bất kỳ người đàn ông nào đặt chân vào phạm vị đế nữ các. Thần hy thần nữ, sao đột nhiên chủ động rời khỏi đế nữ các, chạy tới nơi này vậy? Thần hy thần nữ, mỗi một tấc trên cơ thể cô ta đều đang tỏa sáng. Một người phụ nữ trong sáng và thuần khiết, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với thân hình có tỷ lệ vàng, dung mạo kinh thiên động địa, giọng nói tự nhiên không thể khinh nhờn. Phần thiên chi diễm có thể dập tắt ngọn lửa dục vọng của đám đàn ông, đương nhiên đế nữ các phải quản rồi. Còn các người thì sao? Một đám xuất gia cũng muốn đến cướp, Uông Hoán Vũ quay đầu lại nói. Nhìn về những người ở Đại Lâm tự Tây Hải, A-di-đà Phật, một vị hòa thượng giơ tay lên nói, dị hỏa xuất hiện, lòng tham của người trong thiên hạ nổi lên, ngăn ngừa việc giết chóc. Đại Lâm tự chúng ta nguyện ý đem ngọn nguồn tội ác giữ lại trong chùa. Uông Hoán Vũ cười thâm sâu nói. Các người nói nghe có vẻ sang chảnh quá nhỉ. Lão hòa thượng cười, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục. Nói xong, lão hòa thượng bước lên một bước, hướng về khu vực phía trung tâm. Người của hỗn độn long tộc, gia tộc Tử Kim Hoa và đế nữ các cũng nhanh chóng rời đi, sợ người của Đại Lâm tự tới trước.
Trời ơi, nhiều thế lực lớn tụ hội như vậy, Diệp Bắc Minh có đánh lại được? Không, rất nhiều võ giả run rẩy, ra đầu tê dại. Đánh, lấy đầu đánh à, trong đám người có người lắc đầu, nếu tôi là Diệp Bắc Minh, trực tiếp giao ra Diệp Hỏa và công thức luyện quy linh đan, để bọn họ tranh giành. Các thế lực lớn lao nhanh về nơi ở của những người bảo vệ đảo rùa. Tám người bảo vệ cảm nhận được khí tức đáng sợ, kinh hãi hỏi, các vị đến đảo rùa có việc gì không? Bần đạo đạo không, mời Diệp Bắc Minh thí chủ ra ngoài gặp mặt. Đạo không, La Như Hỏa và những người khác khẽ giật mình. Đạo không, nơi tận cùng của vạn đạo. Soạt, ngữ khí lớn đấy, tiền bối, cậu Diệp sau khi luyện thành quy linh đan thì thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại đang nghỉ ngơi. Hay là để cậu Diệp nghỉ ngơi xong, sẽ đến gặp mọi người. La Như Hỏa đè nén sự sợ hãi trong lòng, cố gắng mỉm cười nói. Uông Hoàn Vũ trực tiếp gầm lên, cũng không biết mình là loại chó gà gì. Còn bắt bọn ta đợi, người bảo vệ của đảo rùa đúng không? Tôi cho ông thời gian 100 hơi thở, nếu tôi không thấy Diệp Bắc Minh ra đây. Hàng triệu đại quân của gia tộc Tử Kim Hoa lập tức san bằng đảo rùa này. Giết, 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 hàng triệu đại quân phía sau hét lên, một cỗ sát khí băng lạnh ập tới. Sắc mặt La Như Hỏa đại biến, vội vã xoay người đi vào bên trong. Vừa tới căn phòng Diệp Bắc Minh đang nghỉ ngơi, chuẩn bị gõ cửa. Cửa lớn đã tự mở ra. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lùng bước ra, vào giây phút những người này bước lên đảo rùa. Diệp Bắc Minh đã biết được mọi thứ qua tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Diệp Đại Sư, La Như Hỏa vừa định mở miệng liền bị Diệp Bắc Minh cắt ngang, không cần nói nữa, tôi biết. La Như Hỏa ngạc nhiên liếc nhìn Diệp Bắc Minh, thấp giọng nhắc nhở, Diệp Đại Sư, tôi đề nghị cậu rời khỏi đây trước. Trong phòng tôi có một lối đi bí mật dẫn thẳng đến bến thuyền đảo rùa. Nhân lúc chưa ai phát hiện, cậu chỉ cần cải trang một chút rồi lập tức rời đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, trốn được một lúc, không thể trốn được cả đời. Vả lại, tôi rời đi rồi các người làm thế nào? La Như Hỏa nói, đảo rùa dù gì cũng là truyền thừa cửa Linh Quy Thiên Tôn, bọn họ cũng không dám làm bừa, cậu đi trước đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, yên tâm, tôi sẽ không có chuyện. Nói xong, mặc kệ phản ứng của La Như Hỏa, sải bước đi về phía đại sảnh. Giây phút anh bước vào đại sảnh, vô số ánh mắt đổ dồn vào anh. Giống như một cây kim bằng thép rơi trúng người Diệp Bắc Minh vậy. Nếu là võ giả bình thường, e rằng đã bị dọa cho quỳ xuống tại chỗ. Diệp Bắc Minh thờ ơ nhìn xung quanh, là anh tìm tôi. Cậu chính là Diệp Bắc Minh à? Giao Dị Hỏa và công thức luyện quy linh đan ra đây, sau đó không còn chuyện của cậu nữa. Uông Hoàn Vũ liếc nhìn Diệp Bắc Minh, nói như ra lệnh. Diệp Bắc Minh khẽ kheo mắt, anh đang ra lệnh cho tôi sao? Uông Hoàn Vũ ngây ra, sau đó lại cười cợt nói, đúng, đây là mệnh lệnh. Diệp Bắc Minh vặn lại một câu, xin lỗi nhé, mệnh lệnh của anh trong mắt tôi chẳng khác gì rác rưởi. Dám nói chuyện với đại công tử như vậy, muốn chết, hai lão giả sau lưng Uông Hoàn Vũ tức giận gầm lên. Phút họ lao tới như mãnh thú, định nắm lấy hai vai của Diệp Bắc Minh kéo đi. Ngay lúc họ chuẩn bị bắt được anh, cút, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, nắm lấy cổ tay bọn họ. Đột ngột kéo mạnh, đá hai chân về phía trước, bịch, bịch, hai lão giả giống như bị sét đánh, kêu thảm một tiếng, lồng ngực vỡ nát, ngã mạnh xuống đất. Bùm bùm, dày hồi lực giảm mạnh xuống. Đầu hai lão giả nổ tung, chết ngay tại chỗ. Ừm, Long Chiến Vũ có chút kinh ngạc nhìn một màn này. Tiểu Long Nữ bên cạnh cũng thì thầm, anh, hẳn ta điên rồi sao? Lại dám giết tùy tùng của Uông Hoàn Vũ trước mặt hắn. Thần Hy Thần Nữ cũng nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt quỷ dị. Đám hòa thượng của Đại Lâm Tự cũng đồng thanh hô vang, A-di-đà Phật, về miền cực lạc. Sắc mặt Uông Hoàn Vũ âm trầm đến cực điểm, thằng danh họ Diệp, mày to gan đấy, dám giết tùy tùng của tao. Gì cơ, đến anh tôi còn giết được nữa là, Diệp Bắc Minh hừ lạnh một tiếng, một bước tiến lên, ảnh thuần, vào khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt Uông Hoàn Vũ, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong tay, chém xuống. Rào, một đạo rồng ngâm vang lên, huyết long lao ra, tấn công với dị hỏa phần thiên chi diễm. Diệp Đại Sư, La Như Hỏa choáng váng đến nghẹn lời, những người khác ở hiện trường cũng ngây ra, không ngờ Diệp Bắc Minh lại to gan đến vậy, không chỉ giết hai lão giả bên cạnh Uông Hoàn Vũ. Lại ra tay dám tấn công Uông Hoàn Vũ. Mày, muốn, chết, sắc mặt Uông Hoàn Vũ tái nhợt. Hắn ta đã quen với việc hống hách độc đoán. Đã bao giờ phải chịu loại nhục nhã này. Một thanh đao màu đen xuất hiện trong tay. Hắn ta lao nhanh về kiếm Càn Khôn Chấn Ngục và huyết long đang tấn công tới. Bang, một âm thanh giòn giã vang lên. Thanh đao màu đen trực tiếp nổ tung. Sao có thể, sắc mặt Uông Hoàn Vũ kinh hãi thất sắc.
kiếm càn khôn chấn ngục và huyết long cùng lao tới. Đại công tử cẩn thận, hơn 10 lão giả sợ hãi hét lên, không sợ chết mà đứng chắn trước mặt Uông Hoàn Vũ. Phụt, 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 mười mấy lão giả này căn bản không chịu được một kiếm của Diệp Bắc Minh, lập tức hóa thành xương máu. Cái này, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Bắc Minh đã lao tới trước mặt Uông Hoàn Vũ, huyết long hung hãn đánh mạnh vào ngực hắn ta. Phụt, Uông Hoàn Vũ phun ra một ngụm máu tươi, đập mạnh xuống đất như một con chó chết. Bảo vệ đại công tử, người của gia tộc Tử Kim Hoa ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, đại quân hàng triệu người vội vã lao vào như điên. Trong phút chốc, toàn bộ đại sảnh bị bao vây đến mức một con kiến cũng không lọt vào được. Sát khí đáng sợ bao trùm ập tới. Diệp Bắc Minh dùng kiếm đặt lên cổ Uông Hoàn Vũ, bình tĩnh phun ra một câu, còn tiến thêm một bước nữa, người này đến thần hồn cũng sẽ bị tiêu diệt. Dừng tay, tất cả dừng lại cho ông. Sắc mặt Uông Hoàn Vũ vặn vẹo, điên cuồng hét lên. Người của gia tộc Tử Kim Hoa dừng lại. Đại quân triệu người vây quanh đại sảnh, vô số người bay lên trời, cả bầu trời cũng không có khe hở. Nhưng không ai dám tiến thêm một bước, Uông Hoàn Vũ thất bại rồi. Tiểu Long Nữ kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta, đặc biệt là người của gia tộc Tử Kim Hoa, rồi mắt tràn đầy tơ máu. Long Chiến Vũ bước tới chắn trước mặt Tiểu Long Nữ nói, em gái, nói ít lại. Đôi mắt của thần hy thần nữ lóe lên, tên này, lai lịch ra sao? Sức chiến đấu lại mạnh như vậy, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hưng phấn nói, con mẹ nó. Nhóc con, cậu đúng là bản lĩnh, bồn tháp không ngờ tới, cậu mẹ kiếp lại trực tiếp ra tay. Diệp Bắc Minh cười lạnh, nếu tôi không ra tay, những người này sẽ không ra tay với tôi chắc. Không bằng hạ gục kẻ hống hách nhất, chỉ cần trong tay có con tin, tôi không tin bọn họ còn dám ra tay. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi, nếu như thất bại, không bắt được Uông Hoàn Vũ mà lại bị mọi người bao vây thì sao? Diệp Bắc Minh nhún nhún vai, vậy thì hủy diệt tất cả. Dù sao đi nữa, đám người này có chết hết tôi cũng không cảm thấy có áp lực tâm lý gì. Nói hay lắm, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói. Diệp Bắc Minh, mày biết mày đang làm gì không? Mày đang tìm cái chết. Giọng Uông Hoàn Vũ khàn đặc, lập tức thả tao ra, rồi giao dị hỏa và công thức luyện quy linh đan ra đây, tao có thể cho mày sống sót rời khỏi đảo rùa. Nếu không, chân Diệp Bắc Minh hung hãn đạp xuống. Rắc rắc, một bên chân của Uông Hoàn Vũ lập tức nổ tung, máu thịt lẫn lộn, a. À. Sao hắn ta dám làm Uông Hoàn Vũ bị thương? Tiểu Long Nữ hít một ngụm khí lạnh, Long Chiến Vũ và Thần Hy cũng sửng sốt, La Như Hỏa và 8 người bảo vệ khác đều kinh hãi đến toàn thân run rẩy. Người của gia tộc Tử Kim Hoa sắc mặt tái nhợt, bị dọa đến tim suýt vỡ tung. Toàn trường im lặng như chết, chỉ có giọng nói của Diệp Bắc Minh giống như tử thần vang lên, nếu không thì sao? Trán Uông Hoàn Vũ đầy mồ hôi, Diệp Bắc Minh, mày dám làm vậy với tao, gia tộc Tử Kim Hoa sẽ không. Rắc rắc, cước thứ hai hạ xuống, chiếc chân còn lại của Uông Hoàn Vũ cũng biến thành xương máu. Nhớ lấy, đời này tao ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu mày nói thêm một câu nữa, cước tiếp theo, tao sẽ đạp nát đầu mày. Dày hồi lực chuyển hướng, dẫm lên đầu Uông Hoàn Vũ, hiểu không? Trả lời tao. Trên người Diệp Bắc Minh bạo phát ra một luồng tà khí nồng đậm đến mức có thể vật chất hóa bất cứ lúc nào. Nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh vì câu nói này của anh mà giảm xuống vài độ. Cơ thể của Uông Hoàn Vũ không kìm được run rẩy, tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng hắn biết tên nhóc này chắc chắn là một kẻ điên. Không được, mình không thể chết ở chỗ này được, tên điên này thực sự sẽ giết người đó. Mạng sống của mình rất quý giá, còn quý hơn mạng sống của tên điên này hàng tỷ lần. Mình không thể chết. Mình không thể chết. Uông Hoàn Vũ cố gắng kìm nén lửa giận, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ phun ra hai chữ, hiểu rồi. Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn hướng những người khá có thể đi rồi. Về phần các người, bọn họ đều đến vì dị hỏa và quy linh đan, sao có thể rời đi? Lão Hòa Thượng Đạo không nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt tràn ngập từ bi, chàng trai à, dị hỏa có thể che mở tâm trí của con người. Cậu không cần đã sai thêm sai nữa, giao ra dị hỏa, thả Uông thí chủ, ăn năn sẽ được miễn tội. Sắc mặt Diệp Bắc Minh thoát cái tối sâm, ông không hiểu lời tôi nói phải không? Thí chủ, đừng tiếp tục mắc thêm sai lầm nữa. Đạo Không Hòa Thượng ra vẻ đạo mạo khuyên giải. Diệp Bắc Minh nhếch môi cười, ông cũng muốn chết. Đạo Không Hòa Thượng từ tốn lắc đầu, với thực lực của Diệp thí chủ, e rằng không phải là đối thủ của Bần Tăng. Ai nói là tôi muốn tự mình ra tay? Diệp Bắc Minh lắc đầu, nói đoạn anh liền cúi đầu liếc nhìn Uông Hoàn Vũ dưới chân, dày hồi lực khẽ dùng lực ấn xuống, Uông thiếu gia à? Tao vô cùng chướng mắt lão đầu chọc này. Cho nên, có thể mượn đội quân của mày dùng một lúc không?
tao muốn băm vằm lão già này thành trăm nghìn mảnh. Uông Hoàn Vũ gầm lên như phát điên, còn ngây người ra đó làm gì? Không nghe thấy anh Diệp đây nói gì sao? Vâng, cả đội quân đồng loạt hét lên một tiếng, giống như thủy triều cuồn cuộn lao về phía Đạo Không Hòa Thượng. Cái gì, cậu? Đạo Không Hòa Thượng bị dọa cho nhảy dựng, gương mặt luôn tỏ vẻ hòa ái nay đen kịt như đáy nồi, cấp tốc lui về phía sau, gia tộc Tử Kim Hoa các người điên rồi sao? Cư nhiên lại dám tấn công bần tăng. Vừa nói ông ta vừa tế ra một chiếc chày dáng ma màu vàng, cố gắng chống đỡ lại đội quân đang lũ lượt ập tới kia. Hàng trăm người tại chỗ biến thành một màn xương máu, nổ tan xác. Những người lính khác đã chém giết tới đỏ mắt, ném ra đủ các loại binh khí và võ kỹ. Sau mấy chục hiệp, thể lực của Đạo Không Hòa Thượng không thể chống đỡ được nữa, thảm thiết gào lên, đừng như vậy nữa. Diệp thí chủ mau kêu họ dừng tay đi. Đạo Không Hòa Thượng phun ra một ngụm máu. Ông ta bị mấy người mặc chiến giáp ghì chặt lấy, sợi xích sắt xuyên qua xương bả vai, nhếch nhác áp giải tới trước mặt Diệp Bắc Minh quỳ xuống. Diệp thí chủ, cậu như vậy là đang đùa với lửa. Đạo Không Hòa Thượng suy yếu vô cùng, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Vừa rồi chẳng phải ông rất lợi hại sao, còn khuyên tôi quay đầu là bờ. Diệp Bắc Minh cười tâu toét, thật ngại quá, tôi là ma đó. Anh lạnh giọng hạ lệnh, róc xương lóc thịt, xẻ xuống từng mảnh máu thịt trên người ông ta mang cho chó ăn. Đừng mà, Đạo Không Hòa Thượng đã triệt để bị dọa sợ, vội vã cầu xin anh thương sói, cậu Diệp xin cậu đừng giết tôi. Vài người mặc áo giáp nhanh nhẹn rút ra một con dao chặt xương sắc bén đi thẳng về phía Đạo Không Hòa Thượng, những tiếng hét như lợn bị chọc tiết lập tức vang lên. Diệp Bắc Minh, tao có làm quỷ cũng không tha cho mày. An Đạo Không Hòa Thượng điên cồng giãy giụa, nhưng sự phản kháng này chẳng thấm vào đâu. Cứ như vậy trơ mắt nhìn từng miếng thịt đẫm máu tươi bị cắt xuống khỏi thân thể của chính mình. Diệp Bắc Minh gật đầu, suýt nữa thì quên mất, ông còn có thể làm quỷ. Dứt lời liền vươn tay vỗ xuống một chưởng. Đầu của Đạo Không Hòa Thượng liền nổ tung tại chỗ. Diệp Bắc Minh thở ra một hơi chọc khí. Sảng khoái, thật là đã ghiền, tiếp đi, cho dù là thi thể cũng chặt thành từng mảnh đem xuống cho chó ăn cho tôi. Những hòa thượng khác của Đại Lâm tự một người cũng không giữ lại, giết chết toàn bộ. Diệp Bắc Minh thản nhiên ra lệnh, đội quân triệu người của gia tộc Tử Kim Hoa liếc Uông Hoàn Vũ một cái như có ý đang hỏi. Uông Hoàn Vũ giận dữ gào lên, nhìn tôi làm cái gì? Còn không nghe theo lời của anh Diệp. Các người muốn tôi chết có phải hay không? Vâng, đội quân lập tức lên dây cót, triển khai một cuộc chém giết đẫm máu. 15 phút sau, một người đàn ông thuộc gia tộc Tử Kim Hoa trở lên, khuỵ một gối xuống bẩm báo, cậu Diệp, toàn bộ hơn 1.000 hòa thượng của Đại Lâm tự đã chết hết. Mấy người Long Chiến Vũ, Tiểu Long nữ thần hy nghe xong đều dùng mình hãi hùng. Như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khó hiểu, nhóc con, hình như cậu rất căm ghét hòa thượng thì phải. Diệp Bắc Minh trả lời một câu, nào chỉ dừng lại ở mức căm ghét, chỉ cần nhìn thấy những thứ mập thây này tôi liền cảm thấy phát ốm. Nếu bọn họ chỉ tới đây để tranh cướp dị hỏa và quy linh đan tôi cũng không cảm thấy ghê tởm như vậy, tại sao lại khăng khăng muốn bày ra dáng vẻ như đang đứng trên đỉnh cao đạo đức vậy? Ông nhìn Uông Hoàn Vũ đáng yêu biết bao, chí ít hắn cũng biết mình đang đi bắt nạt người khác. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục xứng người, không kìm được phàn nàn, đúng là chỉ có cậu. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Nhưng đội quân này của gia tộc Tử Kim Hoa quả thật dùng rất thuận tay, Đạo Không Hòa Thượng ít nhất cũng ở cảnh giới đạo tôn trung kỳ đó. Vậy mà lại không thể cản bước họ, nếu như, bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nhìn hướng đội quân ra lệnh, các ngươi bây giờ lập tức ký khế ước nô lệ với tôi, thoát ly khỏi gia tộc Tử Kim Hoan cái này. Đám đông lập tức giấy lên một mảnh xôn xao, không ai hành động, tên này đúng là dám nghĩ mà. Một lần ký hết khế ước nô lệ với cả một đội quân hàng triệu người, Tiểu Long nữ trợn trừng mắt nói. Thần nữ thần hy cũng sửng sốt, ý tưởng này thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể nghĩ ra được. Long Chiến Vũ lắc đầu, những người này chỉ trung thành với gia tộc Tử Kim Hoa, không thể ký khế ước với hắn ta được. Thấy không ai có ý định hành động, Diệp Bắc Minh cúi đầu lạnh lùng nhìn Uông Hoàn Vũ, Uông thiếu gia à, người của mày hình như không nghe lời lắm thì phải. Uông Hoàn Vũ vội vàng giải thích. Anh Diệp à, trong máu của những người này đã khắc dấu ấn của gia tộc Tử Kim Hoa từ lâu. Lột khi bọn họ phản bội gia tộc Tử Kim Hoa sẽ lập tức tan vỡ thần hồn mà chết. Đây cũng chính là bí quyết đánh đâu thắng đó của gia tộc Tử Kim Hoa. Trói buộc huyết mạch, kỷ luật nghiêm minh, không có khả năng phát động phản loạn. Diệp Bắc Minh có chút thất vọng, thì ra là vậy. Nhóc con, nguy hiểm, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bỗng nhiên quát lên một tiếng. Giây tiếp theo, hư không xuất hiện dao động.
một vết nứt không gian mở ra ở khoảng cách 1 mét trước mặt Diệp Bắc Minh, một ông già giống như một bộ xương khô di động bước ra từ bên trong. Tiểu súc sinh, vậy mà dám làm bị thương con cháu Uông gia ta. Muốn chết, giọng nói khàn đặc ác liệt vang lên, năm ngón tay giống như người chết muốn tóm lấy cần cổ Diệp Bắc Minh. Đạo tôn hậu kỳ, Diệp Bắc Minh nhanh chóng dương kiếm càn khôn chấn ngục chém về phía năm ngón tay đói đinh. Tiếng thép trầm đục va chạm vào nhau vang lên, năm ngón tay của ông lão xương khô kia run lẩy bẩy, nhưng không hề có chút tổn hại nào. Sao có thể, Diệp Bắc Minh kinh ngạc, ông lão xương khô kia lạnh băng nói, khá lắm nhãi con, lão phu đã luyện thành kim thi, binh khí bình thường căn bản không ngăn nổi một kích của lão phu. Cấp bậc thanh kiếm này của ngươi rất cao, giết xong ngươi lão phu lại từ từ nghiên cứu vậy. Thiên lãng chỉ, ông lão xương khô giơ tay tóm lấy. Một cây thước đen kịt làm từ xương liền nện về phía trước. Một luồng năng lượng bộc phát như sóng cuồng, giống như thủy triều cuộn sóng cuốn về phía Diệp Bắc Minh. Sức mạnh như xé toạc đất trời. Huyết long, ra đi. Diệp Bắc Minh hét lên một tiếng, một con huyết long liền lao ra từ trong cơ thể cản phá phần lớn sức mạnh, cuối cùng vững vàng hạ cánh xuống cách đó hàng trăm mét. Ông lão xương khô không truy đuổi theo mà móc ra một viên đan dược ném vào miệng Uông Hoàn Vũ. Sắc mặt Uông Hoàn Vũ khôi phục một chút. Lập tức nhìn chòng chọc Diệp Bắc Minh đứng cách xa mấy trăm mét kia, hung tợn gầm lên, đánh tên tiểu súc sinh này cho tôi, chỉ cần hắn còn thở là được. Vâng, cả đội quân đồng loạt ra tay, trong nháy mắt đã bao vây Diệp Bắc Minh đến mức một giọt nước không lọt. Thậm chí còn có người cầm theo la bàn khắc đầy phù văn, canh giữ khoảng không ở tất cả các hướng, chặn mọi lối thoát. Thần nữ thần hy thấy cảnh này thì thở dài, tên nhóc này toi đời rồi. Đối mặt với đại quân hàng triệu người, đạo đài luân hồi. Diệp Bắc Minh khẽ gầm lên, không gian xung quanh bị bóp méo, không gian có bán kính 100 mét lấy Diệp Bắc Minh làm trung tâm biến thành một mảnh hư vô, ở giữa xuất hiện một cái bệ hình tròn có hoa văn thái cực song ngư. Lĩnh vực phép tắc, đám người kinh hãi, Long Chiến Vũ lắc đầy có lúc thể lực tiêu hao hết, không thể ngăn lại đại quân triệu người này, cho dù có ngưng tụ được lĩnh vực phép tắc, cũng sẽ cho dù là mình đối phó với đại quân của gia tộc Tử Kim Hoa thì cũng phải nhượng bộ lui binh. Diệp Bắc Minh đứng trên đạo đài luân hồi, một thân ngông nghênh, nhìn xuống thiên hạ, trăm triệu đại quân, lên chịu chết đi, muốn chết, người đâu, tấn công. Tiếng kêu chém giết vang vọng trời xanh, đại quân xông vào lĩnh vực phép tắc của Diệp Bắc Minh, hướng về phía đạo đài luân hồi. Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm, hàng trăm người lập tức nổ tung, máu nhuộm đỏ đạo đài luân hồi. Những người phía sau căn bản không sợ chết, tiếp tục xông lên. Giết, 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 bên cạnh đạo đài luân hồi, xương máu tràn ngập trong không khí. Một lát sau, lĩnh vực phép tắc của Diệp Bắc Minh đã bị máu thịt lấp đầy, chỉ có tiếng gầm chiến đấu vang lên. Giống như cánh cửa địa ngục đang mở rộng. Không ổn lắm, đại quân của gia tộc Tử Kim Hoa tại sao càng ngày càng ít đi thế, thần hy cau mày. Long Chiến Vũ cũng mới phát hiện, đại quân triệu người dường như đã ít đi hơn nửa. Những người còn lại vẫn đang lao về phía đạo đài luân hồi. Chỉ là, bầu trời xung quanh đạo đài luân hồi mù mịt sương máu. Căn bản không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra. Anh, số người vẫn đang ít đi. Sao có thể chứ? Hắn ta vẫn đang kiên trì sao? Thân thể mảnh khảnh của tiểu long nữ khẽ run lên. Hàng trăm triệu người xông lên, vậy mà vẫn không thể bắt được Diệp Bắc Minh. Và lại, những người đó đang ở đâu? Phép tắc lĩnh vực của Diệp Bắc Minh chỉ có bán kính khoảng 100 mét, tuyệt đối không thể nào chứa nổi mấy trăm nghìn người. Thần hy thốt ra một câu, không lẽ đều biến thành xương máu hết rồi? Long Chiến Vũ quả quyết lắc đầu, không thể nào. Đại quân càng ngày càng ít đi. Khi người cuối cùng hét lên và xông vào, đại quân triệu người đã biến mất không dấu vết, trên đạo đài luân hồi chỉ còn lại một thanh niên quần áo không dính máu đứng đó. Hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Đại quân hàng triệu người. Đó thế nhưng là cả một đại quân ấy. Hòa thượng đạo không cảnh giới đạo tôn trung kỳ đều bị tiêu hao hết sức mà chết, bây giờ lại giết chết toàn bộ. Lúc này, máu nóng sôi trào. Diệp Bắc Minh đứng trên đạo đài luân hồi, giống như tử thần bò ra từ địa ngục vậy. Khủng bố như vậy, Alpha viết hoa, hai tiểu long nữ há miệng, đôi mắt đẹp là vẻ kinh ngạc lẫn sợ HNS, vậy mà có người có thể giết chết đại quân trăm triệu người của gia tộc Tử Kim Hoa. Một lúc lâu sau, Long Chiến Vũ mới phản ứng lại, hình như là vậy. Đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Thần Hy cũng chết lặng, không thể bình tĩnh được nữa. Lục Gia Gia, Uông Hoàn Vũ nhìn Diệp Bắc Minh ở trên đạo đài luân hồi. Thân thể run rẩy, thần sắc ông lão xương khô kia cực kỳ nghiêm túc, chính là thanh kiếm đó nhất định có vấn đề. Đây là một thanh kiếm khát máu, chỉ cần dính máu thì chiến lực của nó sẽ ngày càng mạnh.
vậy nên đại quân của chúng ta xông vào lĩnh vực phép tắc của hắn mới đều bị tiêu diệt. Trong mắt ông lão xương khô, không có bất kỳ sự thương xót nào, dường như người chết không phải 100 triệu đại quân, mà là 100 triệu cóc kiến. Thanh kiếm đó, mọi người nheo mắt lại, ánh mắt rơi trên kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Quả nhiên, thanh kiếm Càn Khôn Chấn Ngục toàn thân nhuốm máu đỏ tươi, nhìn có vẻ như đã uống no máu. Nó mang lại cho người ta cảm giác chết chóc, có điều, trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ vũ khí nào cũng vô dụng, ông lão xương khô lắc đầu. Diệp Bắc Minh đứng trên đạo đài luân hồi nói, nếu đã như vậy, ông có dám lên đánh một trận không? Lão phu có gì mà không dám chứ? Ông lão xương khô cười lạnh, ông ta bay lên phía trước, khi sắp bước vào lĩnh vực phép tắc của Diệp Bắc Minh thì đột nhiên dừng lại, cậu cho rằng lão phu sẽ bị lừa sao? Thần lực của cậu sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt, lão phu đợi ở bên ngoài. Lĩnh vực phép tắc của cậu không thể kiên trì quá lâu, đợi thần lực của cậu cạn kiệt, lão phu một ngón tay giết chết cậu. Diệp Bắc Minh thở phào một hơi, lập tức ngồi khoanh chân, lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Ha ha ha, nhóc con, lão phu chỉ thăm dò cậu chút thôi, vậy mà đã lộ ra khuyết điểm rồi à, ông lão xương khô cười lớn, bước vào lĩnh vực phép tắc của Diệp Bắc Minh. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười đều, tiểu tháp, đóng cửa, đánh chói ầm. Một cỗ sức mạnh phong ấn ập tới, ông lão xương khô thầm kêu một tiếng, muốn rút lui khỏi lĩnh vực phép tắc của Diệp Bắc Minh. Nhưng phát hiện toàn bộ không gian đều đã bị phong ấn, không cách nào rời đi. Rào, một tiếng rồng ngâm vang lên, xương máu trên bầu trời ngưng tụ lại thành một con huyết long và lao tới. Cút, ông lão xương khô hét lớn một tiếng, thiên lãng chỉ trong tay đập về phía trước. Ha ha ha, tiểu xúc sinh, khoảng cách về cảnh giới là lạch trời không thể vượt qua, công kích của cậu vô dụng với lão phu thôi. Một bước bước lên đạo đài luân hồi, cho dù có ở trong lĩnh vực phép tắc của cậu, trong mắt ta cậu vẫn là một con kiến mà thôi. Chết, thiên lãng chỉ đè ép về phía trước, một cỗ sức mạnh hủy diệt ập tới. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chặn trước ngực, phát ra âm thanh keng, mặc dù đã chặn được phần lớn sức mạnh, nhưng cỗ lực còn sót lại vẫn hung hãn đập lên ngực Diệp Bắc Minh. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, 7-8 cái xương sườn đã bị gấy. Cơn đau rát bùng phát, Diệp Bắc Minh cầm kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, quỳ một chân xuống đất, tiểu tháp, đây là cảnh giới đạo tôn hậu kỳ sao? Thật con mẹ nó khủng bố quá, cần tôi giúp không? Không cần, khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên, lau máu nơi khóe miệng, ông quên rồi sao? Đạo đài luân hồi là nơi bất bại của tôi, để tôi từ từ chơi đùa. Chậm chậm đứng dậy, rắc rắc, âm thanh giòn giã vang lên, xương vốn đã bị gấy ngay lập tức lành lại. Hửm, ông lão xương khô cảm thấy có gì đó không ổn, đang xảy ra chuyện gì? Tiểu xúc sinh này chịu một đòn của lão phu, vậy mà lại giống như người bình thường. Diệp Bắc Minh bước lên một bước, chủ động xuất kích. Muốn chết, ông lão xương khô gầm lên giận dữ, dùng thiên lãng chỉ quét một đường. Bịch, Diệp Bắc Minh bị đánh bay, máu thịt nổ tung, phun ra mấy ngụm máu tươi. Một giây sau, thương thế lập tức bình phục, một lần nữa lao về phía trước. Sao có thể chứ, ông lão xương khô thật sự kinh ngạc, có cảm giác muốn chửi thề. Đây con bà nó là sức mạnh ma thuật quỷ quái gì vậy? Hồi phục trong nháy mắt, thật đáng sợ. Lão phu không tin, cậu có thể hồi phục được mãi. Ông lão xương khô gầm lên, đòn tấn công ập đến như vũ bão. Diệp Bắc Minh không ngừng bị thương, không ngừng hồi phục. Đối với anh mà nói, không ngừng chiến đấu với đạo hôn hậu kỳ này, có lợi ích cực lớn. Tiểu Long nữ hoàn toàn bị sốc, anh ơi, đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Chưa nói đến việc thằng nhóc này có thể hồi phục thương thế trong nháy mắt, dựa vào cảnh giới của hắn có thể đỡ được một đòn toàn lực của cảnh giới đạo tôn hậu kỳ mà không chết, nó đã nói lên rất nhiều điều rồi. Long Chiến Vũ nhìn chằm chằm vào đạo đài luân hồi. Sau hơn 100 lượt, Diệp Bắc Minh cũng bị thương nặng hơn 100 lần và hồi phục ngay lập tức. Bịch, thiên lãng chỉ ập tới, lần này Diệp Bắc Minh chỉ bị chấn động bay ra ngoài mà không bị thương. Lão già, không phải muốn làm tôi mệt chết sao? Diệp Bắc Minh cười nói, vẫn chưa làm tôi mệt chết, bản thân ông cũng sắp. Ngỏm rồi à, cậu, sắc mặt ông lão xương khô đen kịt, lấy ra một năm đan dược đang định nuốt xuống. Diệp Bắc Minh đã lao tới trước mặt ông ta như tia chớp, hung hãn chém xuống. Bịch, a à, ông lão xương khô kêu lên thảm thiết, cánh tay đang cầm đan dược trực tiếp bị chặt đứt, ông ta điên cuồng gầm lên, xúc sinh, mày đáng chết. Thần lực tiêu hao quá độ, phòng ngự của cơ thể cũng giảm xuống đáng kể. Một tay khác hướng về phía cổ họng Diệp Bắc Minh, chơi với ông lâu vậy là đủ rồi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lắc đầu. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục hung hãn chém xuống.
Rắc rắc, tay còn lại của ông ta nổ tung thành từng mảnh. Diệp Bắc Minh lao tới, đá một cước vào ngực ông ta. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, ông lão xương khô lăn lộn trên đạo đài luân hồi. Dày hồi lực lại giã mạnh xuống đầu ông già xương khô. Một âm thanh giòn giã vang lên, Lục Gia Gia, hai mắt Vuông Hoàn Vũ như nổ tung, sợ hãi nhìn đầu lâu của ông lão xương khô đã nổ tung. Diệp Bắc Minh hét lên, kiếm càn khôn chấn ngục, cắn xé đi. Một luồng lực lượng chiếm đoạt lập tức ập tới. Hộ thể của ông lão xương khô biến mất, mà quầng sáng bao bọc kiếm càn khôn chấn ngục lại đỏ tươi thêm ba phần. Sắc mặt Vuông Hoàn Vũ co rúm lại, hắn không chút do dự lấy ra một tấm la bàn khắc đầy phù văn. Dứt khoát phun một ngụm máu lên trên đó. Tổ tiên Uông Gia ban phúc, dùng máu của ta, xé nát không gian. Uông Hoàn Vũ gần như hét lên khi thốt ra câu này. Hư không chấn động, mở ra một cái lỗ. Uông Hoàn Vũ kéo lê cơ thể tàn tạ, nhếch nhác lao vào bên trong, biến mất. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chạy nhanh như vậy làm gì? Hỗn độn long tộc cùng đế nữ các đều giật giật khóe miệng. Không chạy thì chờ chết à? Cảnh giới đạo tôn hậu kỳ vậy mà cũng bị Diệp Bắc Minh chém chết trong phép tắc lĩnh vực, thực sự quá khủng bố. Các người cũng muốn dị hỏa của tôi sao? Diệp Bắc Minh ngoảnh đầu lại hỏi. Ánh mắt anh khóa chặt mấy người Long Chiến Vũ, Tiểu Long Nữ cùng thần nữ Thần Hy. Hàng chục ông già đầu rồng mình người lập tức bước ra đứng chắn trước mặt Long Chiến Vũ cùng Tiểu Long Nữ, trong ánh mắt không giấu nổi sự kinh hoàng. Long Chiến Vũ vô cùng bình tĩnh đáp, nếu tôi nói là mình tới chỉ để góp vui anh có tin không? Anh, Tiểu Long Nữ che miệng thốt lên, anh trai của cô ta trước nay chưa từng cúi đầu với bất kỳ người nào, không ngờ giờ lại khuất phục trước mặt Diệp Bắc Minh. Còn cô thì sao? Diệp Bắc Minh quét mắt liếc đám người đế nữ các một lượt. Thần Hy cười khúc khích, ha ha ha, chúng tôi tới là để mời anh Diệp tới đế nữ các làm khách thôi. Không có hứng thú, Diệp Bắc Minh không quan tâm tới họ nữa mà sải chân đi thẳng ra ngoài phủ đệ của người bảo vệ. Anh Diệp, anh vẫn ổn chứ? Mấy người Thiên Cơ lão nhân nhìn thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện thì vội vàng chạy tới. Vừa rồi khi đội quân hùng hậu của gia tộc Tử Kim Hoa bủa vây, họ căn bản không có tư cách ở lại khu vực lân cận. Diệp Bắc Minh lắc đầu, sư phụ, con không sao. Hướng Ly Ly, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiên Cơ lão nhân tiến lên trước vỗ vỗ bờ vai Diệp Bắc Minh tỏ vẻ an ủi, Nhi, con làm đúng lắm. Giao ra dị hỏa cùng công thức quy linh đan cũng không có gì to tát cả. Giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Diệp Bắc Minh mỉm cười, sư phụ, người đang nói gì vậy? Thiên Cơ lão nhân cau mày, con không giao ra hai thứ đó mà đám người kia cũng thả con ra à? Giết hết bọn họ không phải là có thể rời đi rồi hay sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, cái gì? Thiên Cơ lão nhân xém chút nhảy dựng lên, Hướng Ly Ly trợn to mắt đẹp, Lục Linh Nhi thì kinh ngạc che chặt miệng nhỏ, Nghê Hoàng thì ngẩn người tại chỗ. Con giết sạch bọn họ xà Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có, nhưng hòa thượng của Đại Lâm Tự đều chết cả rồi. Đội quân của gia tộc Tử Kim Hoa toàn quân bị diệt, giữa đường còn nhảy ra một lão già cảnh giới đạo tôn cũng bị con thuận tay hạ gục. Nhưng đáng tiếc cậu chủ cả của gia tộc Tử Kim Hoa đó đã chạy thoát. Mấy người Thiên Cơ lão nhân nghe vậy đều líu lưỡi không nói lên lời. Ra đầu tê dại, kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh, tiêu diệt cả một đội quân hàng triệu người. Ngay cả cảnh giới đạo tôn cũng bị tiện tay giết chết. Gương mặt già nua của Thiên Cơ lão nhân tràn đầy khiếp sợ, đồ nhi à, con đây là muốn nghịch thiên sao? Diệp Bắc Minh đáp, sư phụ, nếu như đồ nhi muốn nghịch thiên thì không cần thiết phải chạy trốn. Ý con là gì? Thiên Cơ lão nhân không hiểu hỏi ngược lại một câu. Diệp Bắc Minh xòe tay, sư phụ, con nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chúng ta phải chạy trốn thôi. Người của Đại Lâm Tự và gia tộc Tử Kim Hoa rất nhanh sẽ đuổi tới. Đến lúc đó sẽ xuất hiện những sự tồn tại còn đáng sợ hơn nhiều, người đợi lát nữa hãy kinh ngạc tiếp, trước tiên hãy rời khỏi đảo rùa đã. Lục Linh Nhi phì cười, anh Diệp, anh thật là hài hước mài đây không phải là chuyện đùa. Còn người Thiên Cơ lão nhân trở nên ngưng trọng, đám hòa thượng đó của Đại Lâm Tự luôn có thù tất báo, gia tộc Tử Kim Hoa tổn thất cả một đội quân nhất định cũng sẽ không buông tha cho con. Đi, sư phụ dẫn con tới một nơi, có lẽ nơi đó sẽ có một cuộc phiêu lưu kỳ thú khác. Sau khi Diệp Bắc Minh rời đi, ánh mắt Long Chiến Vũ tối sầm lại, cảnh tượng anh oanh tạc vừa rồi liên tục hiện hữu trong đầu hắn, Diệp Bắc Minh này có gì đó không ổn, cho dù ở trong phép tắc lĩnh vực vô địch cũng không thể là đối thủ của cả một đội quân, càng không thể tùy ý giết chết một đạo tôn hậu kỳ. Thần nữ Thần Hy nhìn hắn hỏi, ý của anh Long là? Long Chiến Vũ lắc đầu, cho dù là chúng ta thì trong phép tắc lĩnh vực của chính mình cũng không thể giết chết một đạo tôn hậu kỳ. Tên nhãi này dựa vào đâu?
Thứ hắn dựa vào không phải là sức mạnh của chính mình mà là tại phạm vi của phép tắc lĩnh vực, hắn có thể chữa lành vết thương một cách vô hạn, quay ngược thời gian. Cơ thể mềm mại của thần hy thoáng run lên, ngỡ ngàng nói, không lẽ là phép tắc thời gian của Luân Hồi Tông? Đúng vậy, Long Chiến Vũ gật đầu. Thần hy không dám tin, trời ạ, trên thế gian này vậy mà còn có người hiểu được phép tắc thời gian. Loại phép tắc này đã bị thất truyền trong Luân Hồi Tông rồi, sao anh ta lại biết được? Đôi mày kiếm của Long Chiến Vũ nhíu chặt không buông. Hắn ta trầm mặc vài giây rồi lắc đầu, chỉ có thể hỏi hắn ta thôi. Nhưng nữ thần thần hy không có cách nào lấy nào bình tĩnh, phép tắc thời gian tái xuất còn quan trọng hơn cả dị hỏa. Không được, tôi phải trở lại đế nữ các một chuyến, chúng ta đi. Cùng lúc đó chuyện xảy ra tại đảo rùa giống như mọc cánh lan truyền tới mọi ngóc ngách. Luân Hồi Tông, Bảo Kiếm Phong giật thót suýt chút nhảy dựng lên, ngư, gì? Ngươi nói cái thằng nhóc đó lợi dụng đội quân của gia tộc Tử Kim Hoa, giết chết hơn ngàn vị cao tăng của Đại Lâm Tự rồi. Còn lĩnh ngộ được phép tắc lĩnh vực, quét sạch cả một đội quân. Ngay cả lão tổ xương khô của gia tộc Tử Kim Hoa, một vị tiền bối cảnh giới đạo tôn hậu kỳ cũng bỏ mạng dưới tay hắn. Đúng vậy, bảo lão, một người đàn ông trung niên quỳ dưới đất, mồ hôi đầm đìa. Không thể nào, tuyệt đối không thể, Bảo Kiếm Phong sợ tới mức tim gan như muốn vỡ lìa. Đột nhiên ngoài đại sảnh vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm, Bảo Kiếm Phong. Giây tiếp theo, 10 bóng dáng già nua chậm rãi đi đến. Khoảnh khắc nhìn thấy 10 người này, Bảo Kiếm Phong gần như chết đứng, trực tiếp quỳ xuống, 10 vị lão tổ. Sao mọi người lại tới đây? Xin lỗi lão tổ, là lỗi sai của một mình Bảo Kiếm Phong tôi. Tôi không nên tự ý lấy danh nghĩa của Luân Hồi Tông để đánh cược 10 tỷ viên đá tinh thần với Diệp Bắc Minh. Xin 10 vị lão tổ nể phần công lao tôi mang thể chất hỗn độn là sở y thủy trở về tông môn. Xin lão tổ, hãy giết một mình tôi, tha mạng cho những người khác của nhà họ Bảo. Bùm bùm bùm, vừa nói ông ta vừa điên cuồng dập đầu. Bảo Kiếm Phong hối hận xanh ruột. Cho dù thế nào ông ta cũng không ngờ tới vụ cá cược này lại khiến 10 vị lão tổ tối cao của Luân Hồi Tông chú ý tới. Hừ, 10 tỷ viên đá tinh thần còn con cũng đáng để ta xuất quan. Hả, Bảo Kiếm Phong ngẩn người. Run rẩy ngẩng đầu lên, rón rén hỏi, lão tổ, ý của người là gì? Ta hỏi người, lần đầu tiên ngươi gặp tên nhóc đó là ở đâu, làm sao quen biết cậu ta? Bảo Kiếm Phong không dám sơ suất, đem tất cả mọi chuyện một năm một mười nói ra. Một ông lão có chòm râu dê trầm giọng nói, chẳng lẽ thằng nhóc đó thực sự lĩnh ngộ được phép tắc thời gian giống như tin tức truyền tới từ đảo rùa? Đài cao mà thằng nhóc này triệu hồi tới trong phép tắc lĩnh vực rất giống đạo đài luân hồi trong truyền thuyết. Một lão già trốn mắt khác trầm ngâm, có lẽ chỉ là giống thôi, chưa chắc đã phải. Dù sao thì phép tắc thời gian cũng đã biến mất tới đời Luân Hồi Tông chúng ta. Cho dù là vị đó, cũng không có cách nào triệu hồi ra đạo đài Luân Hồi. Tên nhóc tên Diệp Bắc Minh kia lại dựa vào đâu mà làm được. Một ông lão với khuôn mặt nhăn nheo nhuốm màu phong trần khịt mũi, hừ. Có phải là đạo đài luân hồi hay không thì phép tắc thời gian này cũng là thứ thuộc về Luân Hồi Tông chúng ta. Theo tin tức thì phép tắc lĩnh vực của tên nhóc đó chỉ ở trong phạm vi khoảng 100 mét, e rằng chỉ mới lĩnh ngộ ra mà thôi. Đem hắn về đây mọi chuyện liền sáng tỏ. Nói đoạn họ liền quay người, sải bước rời đi. Hư không bị bóp méo tới vặn vẹo một trận, biến mất. Chỉ còn lại Bảo Kiếm Phong ngây ngốc quỳ trên mặt đất, há hốc mồm kinh ngạc. Phép tắc thời gian, đạo đài luân hồi, lão tổ đang nói gì vậy? Hỗn độn Bắc Hải, sâu trong gia tộc Tử Kim Hoa. Uông Hoàn Vũ thảm hại nằm trên đất, trong mắt vằn lên tơ máu đỏ ngầu, căm hận gào lên, ông nội, Lục Gia Gia chết oan uổng quá. Thằng xúc sinh đó rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Gia Gia, chỉ một chiêu Lục Gia Gia đã khiến hắn ta bị trọng thương, nhưng tiểu xúc sinh này lại lĩnh ngộ được một loại lĩnh vực phép tắc. Trong lĩnh vực phép tắc của hắn ta, dù có bị thương thế nào, cũng có thể lập tức hồi phục. Lục Gia Gia chính là bị nó giết chết. Uông Hoàn Vũ càng nói càng giận dữ, còn đó đại quân triệu người nữa, đều là hạt giống tốt của gia tộc Tử Kim Hoa chúng ta. Bọn họ chết oan uổng quá. Các ông nội, nhất định phải làm chủ cho cháu, báo thù cho Lục Gia rồi đại điện một mảnh yên tĩnh. Vài đạo thân ảnh đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, thương thế hồi phục vô hạn. Đại quân hàng triệu người cũng không giết được tên này, đến lão Lục cũng bị chết trong tay hắn ta. Hồi phục vô hạn, thời gian quay lại, đợi đã. Trừ phi là phép tắc thời gian, lĩnh vực luân hồi. Lời này vừa nói ra, những người khác sững sờ tại chỗ. Mẹ kiếp, phép tắc thời gian, nhất định là phép tắc thời gian. Ngoại trừ phép tắc thời gian, quay ngược thời gian vô hạn, thằng nhóc này. Sao có thể làm được tất cả chứ? Đám người thở dốc,
ánh mắt già nua bỗng chốc sáng lên đầy hưng phấn. Cơ hội của gia tộc Tử Kim Hoa đến rồi. Dùng toàn lực đưa Diệp Bắc Minh về gia tộc Tử Kim Hoa, nếu thật sự không làm được, vậy liền khiến hắn chết hẳn. Người này, nhất định không thể rơi vào tay Luân Hồi Tông. Diệp Bắc Minh đương nhiên không biết chuyện đạo đài Luân Hồi của mình đã bại lộ. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân đã đưa anh đến trước một sơn môn nổ nát. Sơn môn cao vạn trượng chỉ còn lại nền đất, quảng trường tông môn dài vô tận cỏ dại mọc tùm. Trong cung điện sụp đổ ở phía xa, chỉ sót lại những bậc thang bằng ngọc bị phong hóa. Nhìn qua đám tàn tích này, có thể tưởng tượng được nơi này trước đây thịnh vượng thế nào, đáng tiếc là mọi thứ đã bị phá hủy. Sư phụ, đây là đâu? Diệp Bắc Minh nhìn quanh, trong mắt Thiên Cơ lão nhân long lanh nước mắt, khóe mắt có chút ươn ướt, Đồ Nhi, đây là Thiên Cơ môn trước đây. Cái gì, nơi đây chính là Thiên Cơ môn? Không chỉ Diệp Bắc Minh, Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng cũng bị sốc, hai người bọn họ đều là đệ tử của Thiên Cơ lão nhân, đương nhiên cũng là đệ tử của Thiên Cơ môn. Nhìn thấy Thiên Cơ môn chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, trong lòng ai nấy đều có chút lạc lõng. Diệp Bắc Minh hỏi, sư phụ, người đưa con đến Thiên Cơ môn làm gì? Lẽ nào người định hồi sinh Thiên Cơ môn, khôi phục lại vinh quang trước đây của Thiên Cơ môn ư? Thiên Cơ lão nhân thở dài lắc đầu, Thiên Cơ môn tàn lụi, điều này đã được các đời tổ tiên trước đây đoán được. 10 vạn năm trước, sau khi ta bị sư phụ của mình đuổi khỏi Thiên Cơ môn, bảo ta không bao giờ được quay lại nữa. Nói Thiên Cơ môn diệt vong là điều tất yếu của lịch sử. Vi sư đưa con đến đây, cũng không phải là để hồi sinh Thiên Cơ môn. Diệp Bắc Minh càng nghi hoặc hơn, vậy ý của sư phụ là? Thiên Cơ lão nhân nhìn thật sâu vào Diệp Bắc Minh, Đồ Nhi, Thiên Cơ môn am hiểu bói toán, có thể dự đoán trước tương lai. Ta nghe cô Hướng nói, con vẫn luôn tìm cha mẹ và mấy vị hồng nhan tri kỷ của mình đúng không? Diệp Bắc Minh gật đầu, anh đến biển hỗn độn, chính là để tìm cha mẹ và các sư tỷ. Biển hỗn độn có mấy vạn mặt cắt, mỗi mặt cắt lại có vô số lục địa. Thiên Cơ lão nhân nhìn Diệp Bắc Minh, nếu như con cứ đi tìm như vậy, e rằng đời này cũng không thể gặp lại bọn họ. Nếu con có thể học được thuật thôi diễn của Thiên Cơ môn, nói không chừng có thể tìm thấy tung tích của bọn họ. Nghe xong lời nói của Thiên Cơ lão nhân, trong lòng Diệp Bắc Minh khế động, lập tức truyền âm cho Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, tiểu tháp, đến ông cũng không tìm được tin tức của cha mẹ tôi, thuật thôi diễn thật sự có thể sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, Càn Khôn vô cực của bổn tháp, nguyên lý theo dõi vạn dặm là phép tắc thông suốt với vạn giới. Nói đơn giản hơn chính là, quét qua tất cả các mặt cắt vũ trụ một lần. Nếu như có tin tức về cha mẹ cậu, có thể lập tức cảm nhận được. Đồng thời, nếu hơi thở của bọn họ bị chặn bởi pháp trận hoặc bí cảnh, di tích và những thứ tương tự, bổn tháp đương nhiên sẽ không thể tìm thấy. Thuật thôi diễn thì lại khác. Khác thế nào, Diệp Bắc Minh có chút ngạc nhiên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích. Thuật thiên cơ, thực chất là một loại dự đoán. Không có bất kỳ cứ chứng cứ gì, nhưng lại có một cỗ năng lực thần bí có thể đoán trước được một vài chuyện. Cho dù là bổn tháp, cũng không thể giải thích được đạo lý trong đó. Diệp Bắc Minh thật sự kinh hãi. Đây là lần đầu tiên Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không hiểu một chuyện gì đó. Đồ Nhi, đừng ngây ra nữa, đi theo ta. Giọng nói của Thiên Cơ lão nhân vang lên, dẫn theo ba người hướng Lily, Lục Linh Nhi và Nghê Hoàng leo lên bậc thang ngọc của đại điện đổ nát. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi theo, Thiên Cơ lão nhân có chút cảm khái mà thở dài, vi sư đã rời khỏi tông môn 10 vạn năm, không ngờ khi quay lại, nơi đây chỉ còn một mảnh hoang tàn. Sư phụ, người bao nhiêu tuổi ạ? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, Thiên Cơ lão nhân lộ ra nụ cười nhân từ, vi sư năm nay 13.9771 tuổi. Vãi, khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, Thiên Cơ lão nhân liếc nhìn tàn tích của Thiên Cơ môn, được rồi Đồ Nhi. Con thử cảm giác sự tồn tại của toàn bộ Thiên Cơ môn, xem có lĩnh ngộ gì không. Vừa nói, ánh mắt rơi trên ba người Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng và Hướng Ly Ly. Mọi người cũng thử xem, nếu có lĩnh ngộ, thì đó là tạo hóa của các người. Nói xong, bèn tìm một hòn đá khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt lại, dường như tất cả không liên quan đến mình vậy. Diệp Bắc Minh có chút buồn bực, sư phụ, người đây là không quản nữa à? Thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên Cơ lão nhân phun ra một câu, thật sự không để ý đến Diệp Bắc Minh nữa. Mấy người đã đi vòng quanh Thiên Cơ môn mấy vòng rồi. Sơn môn, quảng trường tông môn, đại điện tông môn, cấm địa tông môn, không có ngoại lệ, tất cả đều hóa thành hư vô, không còn thứ gì tồn tại. Anh Diệp, anh có cảm ngộ gì không? Nghê Hoàng hỏi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không có thu hoạch gì. Lục Linh Nhi nói, sư phụ rốt cuộc có ý gì? Cũng không tiết lộ chút gì hết.
Diệp Bắc Minh lắc đầu, trong lòng không khỏi sầu não. Ha ha ha, nhóc con, thiên phú của cậu không mạnh như tôi tưởng nhỉ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười thành tiếng, xem ra thiên phú yêu nghiệt mà cậu vẫn luôn kiêu ngạo, phải thất bại ở thiên cơ môn này rồi. Diệp Bắc Minh phun ra một câu, có gì mà phải cười trên nỗi đau của người khác chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lớn, he he, nhìn thấy cậu chịu thiệt, bổn tháp vui không tả được. Diệp Bắc Minh trừng mắt, học theo bộ dạng của thiên cơ lão nhân, Diệp Bắc Minh cũng tìm một hòn đá, ngồi xuống và nhắm mắt lại. Nhóc con, có chuyện gì à? Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên trong tâm trí Diệp Bắc Minh. Đến từ nghĩa địa hỗn độn, hoàng đế tiền bối, bằng một ý nghĩ, thần hồn Diệp Bắc Minh đã tiến vào nghĩa địa hỗn độn. Trong cả một mảnh bia mộ u tối, có một ngôi mộ tỏa sáng lấp lánh, một linh hồn xuất hiện từ trong bia mộ. Chính là Hiên Viên Hoàng Đế tiền bối, đã lâu không gặp. Tôi còn tưởng ông thật sự đã ngủ say rồi chứ. Ha 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 ha, thần hồn của Hiên Viên Hoàng Đế cười nói, năng lượng trong nghĩa địa hỗn độn này của cậu càng ngày càng thuần khiết, sau khi ngủ say trăm năm, ta cảm thấy thần hồn ổn định hơn rất nhiều. Diệp Bắc Minh cũng phát hiện ra, thần hồn của Hiên Viên Hoàng Đế quả thực đã vững chắc hơn không ít. Trước đây nhìn vẫn trong suốt, nhưng bây giờ đã không còn như vậy nữa. Diệp Bắc Minh chúc mừng vài câu, chúc mừng tiền bối, có điều ông ngủ một giấc này, cũng quá lâu rồi. Nhìn cậu có vẻ buồn bực, hay là gặp phải chuyện gì khó khăn rồi. Diệp Bắc Minh không giấu giếm, đem chuyện của thiên cơ môn giải thích một lượt. Hiên Viên Hoàng Đế cười nói, thuật thiên cơ, đây không phải là một loại của phép tắc thời gian à. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, thuật thiên cơ chính là một loại của phép tắc thời gian ư. Hiên Viên Hoàng Đế gật đầu, đương nhiên rồi, phép tắc thời gian chia làm hai loại. Thứ nhất là luân hồi, thứ hai là thiên cơ. Luân hồi đại diện cho quá khứ, thiên cơ đại diện cho tương lai. Hai cái hợp làm một, hiểu được quá khứ tương lai, chính là phép tắc thời gian. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, kinh ngạc nói, Hoàng đế tiền bối, xin hãy cho tôi một chút lời khuyên. Ta không hiểu những điều này, có điều có người hiểu, cậu có thể đi hỏi ông ta, Hiên Viên Hoàng đế nói. Diệp Bắc Minh cau mày, được, tiền bối, không biết người này đang ở đâu. Đây, Hiên Viên Hoàng đế chỉ về một hướng nào đó. Nhìn về hướng đó, Diệp Bắc Minh cau mày, sững sờ tại chỗ, vậy mà lại là một bia mộ u tối. Cũng là trong khu vực nghĩa địa hỗn độn, nơi duy nhất mà anh không thể nào đến gần. Nơi đó có 9 tấm bia mộ, một trong số đó chính là Hiên Viên Hoàng đế. 8 ngôi mộ khác, Diệp Bắc Minh chưa hề nhìn kỹ, lẽ nào còn có thần hồn đang ngủ say trong đó, tiền bối, chẳng lẽ? Đúng vậy, Hiên Viên Hoàng đế dường như biết được suy nghĩ của Diệp Bắc Minh, dưới tấm bia mộ này, chính là vua thời gian. Diệp Bắc Minh nói thẳng, xin tiền bối hãy giúp tôi đánh thức chủ nhân của thời gian. Được, nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, tên này tính tình nóng nảy, không phải là một người dễ chung đụng đâu. Hiên Viên Hoàng đế cười xòa, bấm tay niệm thần chú. Sau đó, một dòng phù văn phức tạp trôi lơ lửng xung quanh bia mộ. Bùm, ấm, toàn bộ nghĩa địa hỗn độn bắt đầu rung chuyển dữ dội, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Năng lượng vô tận ngưng tụ lại rồi bắn thẳng về phía bia mộ thứ 8. Tấm bia mộ thứ 8 khế rung lên, một giọng nói ha học truyền tới, bổn tọa muốn yên ổn ngủ một giấc cũng không được sao. Là kẻ nào dám đánh thức bổn tọa? Trên bia mộ thứ 8 bay ra một hư ảnh, lười biếng duỗi người, quắc mắt nhìn quanh. Diệp Bắc Minh tiến lên chào hỏi, tiền bối, là tôi. Ánh mắt vua thời gian lóe lên, có chút kinh ngạc, là tên nhóc cậu. Chủ nhân kiếp này của nghĩa địa hỗn độn, nhóc con, bổn tọa đang say giấc nồng, cậu gọi bổn tọa dậy làm gì? Diệp Bắc Minh gật đầu, tiền bối, tôi muốn lĩnh ngộ phép tắc thời gian, nhưng lại không có cách nào nắm bắt được điểm mấu chốt, vẫn mong được tiền bối cho vài lời khuyên. Vua thời gian hiển nhiên là vô cùng ngạc nhiên chuyển thế của võ tổ còn muốn tôi chỉ bảo. Cậu đường đường là Diệp Bắc Minh cau mày, tiền bối có phải nhận nhầm người rồi hay không? Anh đương nhiên biết chuyện này, tiểu tháp cũng đã từng giải thích qua rồi. Anh không phải là chuyển thế của võ tổ, không chỉ vua thời gian mà thủy tổ thiên yêu La Thiên cũng từng nhận lầm. Cậu không nhớ gì nữa à? Vua thời gian ngạc nhiên, đảo mắt nghiền ngâm. Đột nhiên ông ta phá lên cười, thấp giọng tự lẩm bẩm, dạy phép tắc thời gian cho võ tổ, sau này nói ra ngoài cũng có chút thể diện đó chứ. Nhóc con, nghe cho kỹ đây. Phép tắc thời gian tổng cộng chia thành 3 tầng, tầng thứ nhất là tăng tốc thời gian. Cái này rất đơn giản, chỉ cần tốc độ của cậu càng nhanh thì thời gian đối với cậu càng chậm lại. Ở cấp độ này, thời gian chính là tốc độ đối với cậu. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, đối với tôi thời gian chính là tốc độ. Không sêu vua thời gian gật đầu,
ví dụ như một người tu võ bình thường cần khoảng 3 hơi thở để vượt qua khoảng cách 1.000 mét. Mà tôi chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đạt được. Hai mắt Diệp Bắc Minh sáng rực, đây không phải là dịch chuyển tức thời sao? Dịch chuyển tức thời, ha ha ha, có thể nói như vậy. Vua thời gian mỉm cười gật đầu, nhưng cho dù là dịch chuyển tức thời cũng không phải là từ nơi này không dưng chuyển dịch tới một nơi khác đâu. Chỉ là tốc độ quá nhanh khiến kẻ địch không cảm nhận được. Thậm chí, ngay cả bản thân người vận dụng dịch chuyển tức thời cũng không cảm nhận được. Hả? Diệp Bắc Minh hưng phấn hỏi, không lẽ ảnh thuấn của chính mình cũng là một loại phép tắc thời gian? Vua thời gian đáp, bổn tọa không biết ảnh thuấn mà cậu nói tới là gì, không sao cả, có lẽ là một loại mánh khóe của di chuyển nhanh. Cậu có thể thử thi triển cho bổn tọa xem. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu, trong một ý nghĩ đã tiến về phía trước một bước cách xa ngàn mét. Bỗng nhiên, một lực cực mạnh đánh vào anh, Diệp Bắc Minh giống như va vào tường, thân thể gần như vỡ vụn. Nhìn kỹ hơn có thể thấy một bước vừa rồi căn bản không hề đưa bản thân anh ra ngoài ngàn mét làm sao có thể. Ảnh thuấn bị vô hiệu rồi, Diệp Bắc Minh có chút ngỡ ngàng. Anh đã sử dụng ảnh thuấn vô số lần và chưa từng xảy ra chuyện này trước. Đây, mỗi lần đều là chớp mắt đến được điểm đích. Không lẽ, ảnh thuấn thực sự là một loại phép tắc thời gian? Giọng nói của vua thời gian lại vang lên, suy đoán của bổn tọa quả nhiên không sai. Người sáng tạo ra võ kỹ ảnh thuấn gì đó đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của phép tắc thời gian. Tăng tốc thời gian, Diệp Bắc Minh vội hỏi, tiền bối, vậy tầng thứ hai là gì? Khi tốc độ nhanh tới cực hạn, đạt đến điểm giới hạn thì thời gian sẽ ngừng lại. Thời gian đứng yên, Diệp Bắc Minh trợn trừng mắt, nếu thời gian có thể ngừng lại thì lúc đối đầu với kẻ địch há không phải là sẽ vô địch sao? Vua thời gian lắc đầu, muốn được như vậy thì cảnh giới và tốc độ của cậu đều phải cao hơn hắn mới làm được. Một khi tốc độ của cậu nhanh hơn kẻ thù một cách vô hạn, thì chẳng phải hắn sẽ ở trạng thái đứng yên trong mắt cậu sao? Diệp Bắc Minh như bừng tỉnh, hiểu rồi. Vậy còn tầng thứ ba? Vua thời gian trầm ngâm vài giây, mới trịnh trọng phun ra một câu, tầng thứ ba chính là quay ngược thời gian. Ở trình độ này, đã không còn lĩnh vực thời gian nữa, mà là lĩnh vực của phép. Tắc luân hồi, Diệp Bắc Minh bỗng nhiên giác ngộ, anh có thể hồi phục vô thời hạn sau những lần bị thương ở trên đạo đài luân hồi. Không phải chính là tầng thứ ba của phép tắc thời gian đảo ngược sao? Sẽ trùng hợp như vậy, không lẽ vô tình tự mình lĩnh ngộ được? Bỗng nhiên, anh nghi ngờ hỏi, tiền bối, vậy bí thuật thiên cơ lại có quan hệ gì với thời gian? Vua thời gian thờ ơ đáp, nhóc con, cậu đúng là đàn gảy tai trâu. Bí thuật thiên cơ suy đoán tương lai, khi tốc độ của cậu nhanh đến mức vượt qua tất cả những thứ khác, cậu liền có thể nhìn thấy cảnh tượng trong tương lai. Bất quá! Người bình thường chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mà không thể tiến vào tương lưu nhưng chỉ cần cậu đủ nhanh thì trên lý luận có thể vượt dòng quá khứ cùng tương lai. Diệp Bắc Minh giật mình. Phép tắc thời gian này sao lại giống với thuyết tương đối của một nhà vật lý nào đó trên trái đất vậy? Được rồi, tự mình nghiền ngẫm thêm đi. Vua thời gian lười phải giải thích thêm, bổn tọa đi ngủ tiếp đây, không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tới bổn tọa. Dứt lời bia mộ thứ 8 liền mở đi. Diệp Bắc Minh mở mắt. Rời khỏi nghĩa địa hỗn độn. Anh chậm rãi đứng dậy, thiên cơ lão nhân vẫn trong trạng thái thiền định, ba người hướng Lily, Lục Linh Nhi, Nghê Hoàng thấy Diệp Bắc Minh tỉnh lại thì lập tức hỏi, anh Diệp, có cảm ngộ được gì không? Diệp Bắc Minh gật đầu, tiến lên một bước, lao ra ngoài như tên lửa. Gió mạnh ùa tới cuộn bay tà váy của ba người. À ba người quá đỗi ngạc nhiên, Diệp Bắc Minh đã biến mất khỏi tầm mắt. Anh Diệp sao rồi? Ba người còn chưa kịp phản ứng lại. Thì Diệp Bắc Minh đã từ một hướng khác vào tới, lại biến mất. Sau mấy lần liên tiếp như vậy, Lục Linh Nhi là người đầu tiên phản ứng lại, hình như anh Diệp đang xoay vòng. Xoay vòng, đúng vậy, dường như anh ấy đang đi vòng quanh thiên cơ môn, Lục Linh Nhi gật đầu khẳng định. Diệp Bắc Minh không chỉ đang đi vòng quanh mà còn đẩy tốc độ càng lúc càng nhanh. Không ai chú ý tới khóe miệng của thiên cơ lão nhân tự lúc nào đã vẽ lên ý cười nhàn nhạt. Lúc này, tốc độ của Diệp Bắc Minh càng ngày càng nhanh. Lúc đầu, anh có thể đi hết một vòng thiên cơ môn trong 30 giây. Sau đó, 29 giây, 28 giây, suốt một ngày, Diệp Bắc Minh đã đem thời gian vòng quanh thiên cơ môn một vòng rút ngắn xuống còn 5 giây. Tiếp đó, mỗi ngày trôi qua anh mới có thể nhanh hơn một giây. 3 giây, 2 giây, 1 giây, cuối cùng, Diệp Bắc Minh có thể không cần sử dụng tới ánh thuấn nữa. Chỉ cần một bước liền có thể lập tức xuất hiện tại bất cứ nơi nào trong thiên cơ môn. Trời ạ, tôi hiểu rồi, đây chính là ảnh thuấn. Cảm xúc Diệp Bắc Minh như vỡ òa. Đồ nhi, con ngộ ra rồi.
Một thanh âm vang lên, Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đứng dậy. Diệp Bắc Minh một bước đi tới trước mặt ông, lúc này mới phát hiện ra ba người hướng Lily, Lục Linh Nhi cùng Nghê Hoàng đều đứng bất động tại chỗ. Cái này là, thời gian đóng băng à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.